Hello các chị gái sinh năm 1970, con tuổi là Canh Tuất. Đây là video clip em làm về tử vi năm Mậu Tuất 2018 cho các chị, và mong rằng nó sẽ đem lại những cái thông tin hữu ích về tử vi của các chị trong năm mới, để các chị có thể ứng dụng trong làm ăn cũng như là phát triển kinh tế, ổn định gia đạo của mình. Đây có thể nói là một cái năm có nhiều may mắn. Khác với các anh nam thì các chị tương đối dễ thở hơn ở trong năm này và có nhiều may mắn. Tuy nhiên các chị cũng vẫn như các anh nam, đang trong năm tam tai và bị thái tuế. Vì năm tuổi cho nên là có dính thái tuế, gọi là trực thái tuế của mình, cho nên là sẽ rất có nhiều điều mà cần phải phòng tránh cũng như là phải để ý. Thì đầu tiên hết á, thì em xin phép như vậy, nếu như mà mọi người mà muốn tăng cái độ tương tác á, thì mọi người nên chia sẻ cái video nhiều hơn, hoặc là comment ở bên dưới cái ngày tháng năm sinh của mình. Nếu như mà thuận tiện thì em sẽ giúp đỡ mọi người nhiều hơn, có cái nhận định rõ hơn, chi tiết hơn cho tuổi của các chị cũng như là mọi người khác. Đầu tiên hết á, là năm nay á, là về mạng á, thì chúng ta các chị là mệnh xướng soa kim ha, gặp năm mộc bình bình địa mộc, cho nên là tương khắc xấu. Sao thì năm nay các chị có sao thái âm, may mắn danh lộc tốt, rất là tốt. Cái sao thái âm này đối với các chị nữ rất là tốt ha. Hạn là hình tiền phòng bệnh nặng, vận niên là long ngộ vân rồng gặp may. Đây là một vận niên khá tốt, vận niên có thể nói là tốt nhất trong các vận niên. Thiên can á, canh gặp mậu á, thì sinh nhập có lợi. Địa chi á, tuất, mình tuổi tuất gặp năm tuất là năm tuổi, và năm đây là năm tam tai, và cũng nói luôn là năm tam tai là dần ngọ tuất, năm đầu của người tuổi dần, năm nay là của người tuổi ngọ, và năm hai mậu tuất 2018 thì là của người tuổi tuất sẽ bị nạn. Thì xét mặt tổng quát của cái tử vi tuổi canh tuất á, nữ mạng á, thì mình phải xét cho năm Mậu Tuất thì mình cũng phải nói sơ lại về một tí xíu để cho các chị có một cái hình dung. Có nhiều khi là những cái tử vi mà trọn đời để em làm có nhiều người nói là không rõ ràng. Thì nhưng mà các chị tuổi Canh Tuất đa phần á, là người thông minh, nhanh nhẹn, tính tình là vui vẻ, hiền lành, đặc biệt có tài ngoại giao, ăn nói nhã nhặn, đón biết ý người, lại thêm dáng vẻ thuộc dạng thanh thanh cao sang trọng, dễ nhìn, nên rất dễ thành công trong các ngành nghề mà cần cái sự thuyết phục và gọi là như là mua bán hay này kia, nói người ta rất là dễ nghe. Đó là cái sở trường của các chị. Các chị cũng không khác người nam tuổi này này, đa phần đó là người của tuổi nữ tuổi này rất là nhiều tham vọng, muốn tạo danh tiếng, thích góp mặt ở hàng ngũ của đại gia cái khu vực nào đó. Nếu như mà cái khu vực thì trên trống là chị, các chị muốn là các chị là phải là đại gia, các chị có nhiều người sự chú ý. Nếu là người mà các chị á, nếu là người mà được hưởng phúc đức từ cha mẹ nhiều, ví dụ như có thể là phúc đức bằng điền sản, hoặc là phúc đức từ cái sự may mắn của ông bà cha mẹ mình sống tốt để lại cho mình, thì hiện tại mà phải nói rằng là các chị đã thuộc hàng đại gia rồi, đúng không? Ông to lớn rồi nha. Cũng hoặc là các chị mà không phải là người có cái phúc đức, có được cái sự may mắn sinh ra trong những cái gia đình mà giàu có hoặc là này kia, thì các chị cũng đặt cái mục tiêu cao đó để vượt lên, đúng không? Nhưng mà cũng nhờ đặt mục tiêu cao trong cuộc sống chính là cái động cơ thúc đẩy các chị vượt qua khó khăn để mà đạt được cái thành tích của ngày hôm nay. Khác với các tuổi các anh nam á, thì cái đại đại hạn từ 43 tới 50, 43 tới 54 gây ảnh hưởng nhiều cho các chị, nhưng mà các anh, nhưng mà các chị thì đón đỡ rất là nhiều thứ. Không biết tại sao các anh tuổi Canh Tuất thì rất là linh binh lang bang, nhưng mà các chị thì lại hoàn toàn khác, ngược lại hiếm chị và bị trục trặc ở cái khoảng thời gian mà từ năm 45 trở đi này. Rồi. Tuổi Canh Tuất á, nữ á, có tương sinh là tuổi sinh mạng, tuổi mạng là có tương sinh. Nếu thuận sanh vào ban ngày của mùa thu á, là cuộc sống thì sẽ được cao sang quyền quý, có điều kiện để phát huy tâm tính lương thiện, làm nhiều việc lành,
giúp đời giúp người, đó là cái người mà thuận sanh vào mùa thu mùa ban ngày. Còn nghịch sanh lỗi số vào ban đêm vào cái mùa đông á, ha, thì vẫn có đủ mưu trí để vượt lên, nhưng cuộc sống có hạnh phúc hay không còn tùy ở lối hành xử hiện tại và phước đức từ cái tiền vận của kiếp trước mà để lại hoặc là của ông bà cha mẹ để lại. Trung vận là khoảng thời gian mà đi vào đại hạn 10 năm 44-53, nhưng mà nhờ là phúc tinh có tu, em hay nói con cái người mà tuổi canh tức là tự quan chi cẩu, tức là con chó canh cổng chùa, thì họ sẽ có cái phúc đức gọi là phúc tinh có tu. Cho nên là cái đại hạn thường bị tiêu trừ sau cái năm này, sau cái năm Mậu Tuất, hoặc là trong năm Mậu Tuất là đã bị tiêu trừ rất là nhiều rồi ha. Tức là năm nay cũng đã bị tiêu trừ, dù là chúng ta đang nằm ở trong năm Nam Tai, nhưng mà canh Tuất năm nay cũng rất là gọi là khó khăn, nhưng mà vẫn đỡ hơn cái năm trước nhiều lắm. Và năm tới dù là năm tuổi của các chị nữa, là năm Tam Tai năm nặng, thì các chị cũng vẫn yên tâm là nó sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng, vì các chị là con chó có tu ha. Tuổi già thì hưởng phúc lộc nhờ bản tính hiền lương và ngay thẳng ha. Sống ngay thẳng thì ông trời cũng có mắt cũng nhìn xuống rồi vậy đó ha. Thì đầu tiên hết của năm nay á, năm Mậu Tuất 2018 á, thì chúng ta phải xét về công danh và sự nghiệp của năm này đối với người tuổi canh tuất. Năm Mậu Tuất 2018 á, các chị may mắn á, cầm tinh sao Thái Âm chiếu mạng, đây vốn là một phúc tinh mang lại nhiều may mắn trong sự nghiệp, cũng như tiền tài phúc lộc, đồng thời cũng có ảnh hưởng tương đối tốt cho cái phần mà bệnh và nạn. Riêng về tài chính á, thì đây là một cái phúc tinh rất là sáng sủa, có cơ hội phát đạt mạnh ha. Sao Thái Âm á, thì là thuộc hành kim, mà các chị thì như đã nói là mệnh so sánh kim, xính so kim, cho nên đồng hàng sẽ rất tốt. Tuy nhiên do đây là năm tam tai năm nặng, tức là năm tam tai năm cuối năm nặng á, cần phòng tai nạn va chạm, cẩn thận khi dùng vật sắc nhọn, đó là những cái gì mà ấy. Với hạn huỳnh tiền á, thì phải đề phòng bệnh đường tiêu hóa nè, máu huyết, nên tránh việc thai nghén trong năm này. Các chị lớn rồi mà nếu mà có thai nghén trong năm này sẽ rất là dễ bị này kia ha. Về tứ trụ á, với thiên lợi địa tam tai trực thái tuế, công danh tiền tài thì có phần hưng vượng, thì do là mình được ở trong cái năm là thiên lợi, mưu sự dễ thành, nhưng gia đình tình cảm rối ren, có nhiều bất ổn dễ xảy ra đổ vỡ chia liền ha. Đó là do là địa tam tai và thái tuế phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành để luận giải á, năm nay can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì rất là hợp hỏa, đối với các chị mệnh kim á, là hỏa nó khắc kim, có phần bất lợi về sức khỏe. Tuy nhiên sao vận á, thì khá tốt ha. Sao Thái Âm vận niên là Long Ngộ Vân sẽ thuận lợi, sẽ có nhiều yếu tố góp phần xây dựng cơ nghiệp ổn định. Bên cạnh đó đây là năm tuổi và tam tai năm nặng, dễ xảy ra nhiều chuyện rối ren bất trắc, vì vậy trong kiếp thì sẽ gặp hung, có kiếp nhưng sẽ có hung, mọi việc nên dè dặt, dù sao thuận lợi cũng trội hơn. Có thể đây là năm mà nói rằng là khá tốt cho các chị, các chị nhưng mà phải cần để ý riêng về mặt sức khỏe, phải cẩn thận hơn rất là nhiều thứ, đó là cái phần sức khỏe của các chị nó sẽ không có như mong muốn đâu ha, nó sẽ có chút gì đó rắc rối một tí xíu, cho nên là cần cẩn thận hơn. Rồi cái đó là xét về mặt ngũ hành. Còn xét về mặt tử vi ấy, thì các chị đang ở trong đại hạn 10 năm là từ 44 đến 53, là thời kỳ danh tài có nhiều thay đổi khó lường, có người tốt xấu vì do tháng sinh và ngày sinh. Năm nay á, là tiểu vận lại đi vào sinh địa, làm tăng thêm sự thuận lợi, ổn định, hỗ trợ tiêu giải bớt cái đại hạn 10 năm, sẽ có nhiều cơ hội để làm ăn, mưu sự dễ thành, có nhiều may mắn đến với mình. Tuy nhiên đây cũng là năm tuổi ha, tam tai lại dính thái tuế, nên cũng cần phòng tai họa khó lường, phải cố gắng tích phần phước đức
mới mong mà vượt qua cái năm này một cách an ổn về sức khỏe và trọn vẹn niềm vui. Đó là những cái gì mà em ấy được. Mẫu Tuất 2018 này á thì có là tham vũ lộc hội chiếu trong cung của các chị ha, thì á, là nó sẽ làm cho giúp cho cái việc hóa giải dễ nhờ vào sự hóa giải cái việc xấu đi và nhờ vào cái tài ngoại giao thuyết phục người nghe, danh lộc sẽ đều tăng mạnh. À vậy là tốt ha, có tham vũ lộc hộ chiếu trong cung tốt. Tử vi á, thì có tham lan nhập cung, may là bị tuần nó chế hóa giảm bớt cái phần nào khả năng đem lại cái hung họa. Cái sao tham lan thì nó sau đó là một sao gọi là tham vọng và khá lớn nha, và nó cũng đem nhiều cái sự xấu xa cho cái tham vọng của mình, nhưng mà rất may nó bị tuần hạn chế đi, giảm bớt cái sự hung họa rất là nhiều. Có thể bị người như vậy á, là nếu như nhìn có như vậy có thể bị người dưới trướng ganh tị ha, cạnh tranh bất chính, gây tai tiếng thị phi, bất lợi cho công việc, nhất là đường quan lộc. À vì vậy cần biết chia sẻ quyền lợi cho những cái người xung quanh, đừng tính chuyện lợi mình mà gây hại cho người, sẽ gặp họa sát thân ha. Tránh mà đừng có nên phô trương cái thành quả mà đạt được của mình, à vỗ ngực ta đây giỏi rồi nó kia, sẽ dễ bị người ganh ghét tìm cách phá hoại, gây bất lợi cho mình đó. Với song kình ở hạn có thể lâm vào trở ngại lớn khó vượt qua ở những tháng xung, nếu không thì cũng gặp tai nạn va chạm mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. À tại vì có hạn hình tiền ha, bệnh nặng, cho nên là sẽ dễ có cái chuyện này lắm, có song kình ở trong trong cung nữa, song kình nhập hạn nữa. Rất may á, các chị có long hổ phượng cái là tứ linh hóa cách, à có thể giúp cho hóa giải được cái bệnh nạn nè, chướng ngại, gặp may mắn nhiều. À có tứ linh hóa cách thì rất là tốt. À thì bên cạnh đó là khi hung họa đến sẽ có quý nhân giúp đỡ, có thể gia tăng tài lộc lẫn phúc thọ một cách an ổn, nhờ là mình có sao xấu nhưng mà mình có tứ linh hóa cách thì mình cũng rất là ổn thỏa ha. Cung mệnh thì có thái tuế, mà thái tuế này lại đi chung với kình thiên. À người xưa thường nói đầu đội thái tuế không tai cũng họa, đây là điểm giống nhau của các chị và các anh tuổi Canh Tuất à sinh năm 1970 này. Do vậy mọi việc nên đề phòng, đừng tính chuyện làm ăn quá lớn vượt tầm tay của mình, nếu như là làm cái gì đó cũng gói gọn thôi, chứ còn đừng có quá lớn. Không phải là không làm lớn được, nhưng mà đừng quá lớn nha. À, người cho nên là năm nay nếu đúng ra thì các chị nên an phận thủ thường, cố gắng tạo thêm phúc đức để giảm bớt họa tai. Trong 3 năm tam tai á, các chị đã trải qua 2 năm đầu năm trước và năm nay á, năm Dậu này á, thì đa phần là ảnh hưởng của tài lộc và công việc làm ăn, cho nên là rất có nhiều khả năng năm Mậu Tuất 2018 nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là tam tai, mà sẽ có tai tiếng, tai kiếp và tai nạn, thì rất có thể là cái phần tai nạn nó sẽ rất là chủ nhiều, cho nên là cần cẩn thận nhiều thứ hơn. Rồi năm nay lại là năm tam tai nạn, rất dễ gánh tai nạn và ảnh hưởng đến bổn mạng. Trời, ảnh hưởng đến bổn mạng là hơi căng đấy ha. Cung tài bạch á, là cung mà tiền bạc của chúng ta đó, có thiên trù mã ngộ lộc, thì tiền bạc sẽ, nếu như có những cái sao này á, tiền bạc thì tương đối đầy đủ, còn có lúc lợi tức tăng nhanh, nhưng năm nay cũng có những tốn hao ngoài dự trù vì có sát phá hội nhập, chủ sự hao tốn cho người do người thân gây ra, nhưng vẫn có phần tích lũy được, chứ không đến nỗi nào là quá xấu mà hao luôn, không có đại tiểu hoa trong mệnh ha. Rồi nhìn chung á, năm nay nếu mà xét về tử vi á, thì tốt nhiều xấu ít, danh tài đều tăng trưởng, nhưng vì đang là gặp tam tai có thể xảy ra chuyện chẳng lành khó lường trước được,
chỉ có phần phước đức thì mới có thể ngăn chặn hóa giải các cái sự xấu đi. Các chị làm việc gì cũng nên nghĩ đến lợi mình và lợi người thì mới mong là họ hóa giải được nhiều thứ. Nên sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu, hang đi chùa tích lũy công đức, vì năm nay bổn mạng mình bị ảnh hưởng nhiều. Mà bổn mạng mà bị ảnh hưởng nhiều thì các chị đã biết rồi, mình mạng kim năm nay năm mộc ha. Kim của mình là khắc mộc, tức là bổn mạng mình nó đã có vấn đề, là mình gặp nạn hình tiền. Mà năm nay như vậy thì cái điều quan tối quan trọng nhất năm nay vẫn là cái mạng của mình là chính nha ha. Chứ còn cái việc làm ăn thì nó đã ngon rồi đó, thấy là thấy ngon rồi đó, nhưng mà cái mạng của các chị ha, cần phòng tránh nạn tai bệnh hoạn nha. Rồi nếu như mà có chịu làm lành tích đức thì năm nay vẫn vượt qua một cách tai qua nạn khỏi rất là nhẹ nhàng. Tình cảm gia đạo của người của các chị trong năm 2018 Mậu Tuất này thì năm nay gia đình tình cảm có điều kiện để thăng hoa, nhưng vẫn trong tam tai, cho nên là vợ chồng hay xảy ra xích mích nhỏ. Các chị vốn là người có niềm tự hào, tự cao về những cái thành quả mình đạt được ha, đặc biệt là rất nóng nảy, dễ mất lòng chồng nhất là trong cái phương diện mà tài năng lãnh đạo và làm ăn. Con chồng mình ổng dở hơn mình thôi, thì thiệt sự là vậy. Nhưng các chị quá giỏi, ngoại giao tốt ha, nhưng mà đừng có vì vậy mà lấn lướt chồng, làm mất mặt chồng trước cái mặt thiên hạ, vì là dễ gây ra hiềm khích. Và có trong năm nay là nếu mà để cái chuyện đó xảy ra thì gia đình không có còn là tổ ấm, mà nó sẽ có sẵn đến bất hòa, dễ gây chia liệt, gãy đổ trong hạnh phúc. Năm nay gia đình thì chắc chắn sẽ có người đau ốm, phải lo lắng tốn hao tiền bạc, nhưng vợ chồng cũng có những tin vui về con cái, có người thành gia lập thất con gái ha. Dù có tốn hao cũng thỏa mãn vì hỷ sự đem niềm vui. Canh tức dù nam hay nữ, năm Mậu Tuất chủ hao tài vì người thân, nên cần để ý mà con mà còn nhỏ ha, phải quan tâm đề phòng, coi chừng bạn bè xấu rủ rê cờ bạc khúc xích ha. Để ý ha, năm nay là có con còn nhỏ nên cẩn thận. Quan hệ với bà con thân tộc thì năm nay do là hướng tam tai nên cẩn thận lời nói, đừng vì chuyện bức xúc mà gây việc thêm bất hòa. Đặc biệt đừng nên tham gia bàn tán bất cứ một chuyện của người nào, dễ gây thị phi. Rồi khác với các anh nam, các chị canh tuất năm nay đi xa thì phải đề phòng mất mát. Các anh thì dù là sao thái bạch nhưng mà đi xa là có tiền, nhưng mà các chị thì nên đi xa rất là dễ tốn tài ha, bị lừa gạt mất của. Đối với các chị mà đang cô đơn lẻ bóng, tuy đã qua thời thanh xuân nhưng vốn là người rất là ngoại giao tốt, cho nên là rất có nhiều anh vẫn để ý. Quan hệ tình cảm năm nay năm Mậu Tuất là dễ sinh rối rắm, không khéo còn bị nhiều tai tiếng không hay, nên tránh những cái mối quan hệ mà tay ba tay tư. Nhất là những cái người còn có vợ đó, nên đã có người, nếu mà có người đã hợp ý tâm đầu thì năm nay không, năm Mậu Tuất thì không nên cưới, mà chỉ nên là kết hợp sống chung với nhau rồi này kia thôi, chứ còn mà cưới thì năm nay không phải là hợp tốt ha. Đối với chị, sức khỏe thì về mặt sức khỏe thì Mậu Tuất 2018 với hạn hồn tiền thì các chị cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, có thể lâm bệnh nặng. Lại nữa đây là năm tam tai, nhắc đi nhắc lại ha, dính thêm thái kế, nên cẩn trọng trong công việc đi lại di chuyển, có thể gặp tai nạn phạm thân, bổn mạng rất yếu, chứ đừng nói yếu ha, mình nói là rất yếu nha các chị nha. Em nói như vậy, trên đây là những cái nghiên cứu về tử vi mà rất là nhiều sách đề cập đến, và có một chút nào đó của em riêng của bản thân em cho tuổi canh tuất, thì em có rất có duyên với tuổi canh tuất, thì em sẽ làm kỹ hơn là 6 tháng vận hạn, 6 tháng của các chị như thế nào trong từng tháng, trong 6 tháng đầu năm Mậu Tuất, để các chị có những cái nhận định tốt hơn, biết tháng nào tháng xung mà tháng nào tháng thuận, để mình cương nhu trong làm ăn, dù là mình có năm tốt hơn các anh rất là nhiều. Thì đầu tiên hết thì tháng giêng của năm Mậu Tuất, tức là tháng Giáp Dần thì có mệnh là mệnh thủy, chúng ta là mệnh kim, kim sinh thủy thì sinh xuất sức khỏe yếu không tốt, mình đã dính hạn nguồn tiền, sức khỏe yếu không tốt, cho nên cần đề định
cẩn thận nhiều. Thiên can á, thì canh nó khắc giáp, thiên can tương khắc công việc không tốt, gặp muộn phiền âu lo. Địa chi thì có tam hợp dần ngọ tuất, có tam hợp thì may mắn lá giải kiếp nạn, không may rất là nhiều thứ. Vậy là đối với các chị mà tháng giêng á, khởi đầu của năm Mậu Tuất 2018 á, là tháng có phần không hay lắm về sức khỏe, bởi mệnh bị sinh xuất kim sinh thủy, công việc sẽ gặp trở ngại nhưng không lớn vì thiên can tương khắc, mà cái chữ canh của mình khắc chữ giáp, cho nên là có khắc có công việc có gì đi nữa thì mình vẫn giải quyết được, mình ổn thỏa. Rất may cho các chị á, thì chúng ta có địa chi tam hợp dần ngọ tuất, thì em hay nói là tam hợp hóa giải tam tai, cho nên cái việc mà có tam hợp ở địa chi sẽ giúp sức cho chị, cho các chị ở trong cái việc hóa giải cái công việc làm ăn gặp trục trặc cho thiên can mang lại, cũng như sức khỏe bị sinh xuất sẽ đem cho chúng ta có nhiều cái sự may mắn tươi sáng hơn để mà vượt qua nó. Đó là một cái gì nó có tín hiệu khá vui, vì tháng đầu năm chúng ta có được tam hợp dần ngọ tức ở địa chi. Như vậy thì khá tốt. Bước sang tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất thì có tháng là tháng Ất Mão, tháng này là tháng Thủy. Mệnh của chúng ta vẫn bị sinh xuất là kim sinh thủy. Thiên can á, thì cái chữ Ất nó hợp với chữ Canh, chữ Ất của Ất Mão nó hợp với chữ Canh. Như vậy đây là cái có thiên can ngũ hợp, cái này là ngũ hợp, địa chi túc với Mão, lại là lục hợp, rất là tốt nữa. Thêm như vậy á, có thể nói cái tháng 2 Ất Mão các chị sẽ vẫn bị mệnh sinh xuất ha, cần đề phòng sức khỏe không tốt. Nhưng mà chúng ta có được cả thiên can và địa chi là lục hợp và ngũ hợp, như vậy là cái sự may mắn của cả cái ngũ hợp và lục hợp nó mang lại, nó sẽ làm cho chúng ta rất là nhiều thứ tốt đẹp. Nếu như mà như cũng như các anh em nói, tháng này nếu như mà các chị muốn làm ăn lớn hay là muốn ký kết hợp đồng giao kèo làm ăn hay mua bán nhà cửa hay làm gì cái gì thì tập trung vào tháng này làm, thì mọi chuyện nó sẽ êm xuôi và thành công rất là tốt đẹp. Đó là một cái điều, cái tín hiệu rất là tốt ha, cho tháng Ất Mão. Đến tiếp là tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch. Tháng này thì là có mệnh Thổ sinh Kim. Mệnh tháng là Thổ mà, mình mệnh Kim là Thổ sinh Kim, rất tốt cho bổn mạng mình sức khỏe. Thiên can á, chữ Bính nó là khắc chữ Canh, thiên can tương khắc rất xấu cho công việc, gặp rối rắm lo âu. Địa chi á, là Thìn Tuất, Thìn với Tuất là lục xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, tứ hành xung mà Thìn Tuất ở gần nhau cho nên là lục xung, mô tả sự đối chọi chống đối nhau. Tháng 2 đem lại may mắn nhiều thì tháng 3 này nó sẽ đem lại rắc rối cho chúng ta rất nhiều. Tại vì sao? Chúng ta chỉ có được các chị chỉ có Thổ sinh Kim, tức là mệnh tương sinh thôi, thì sao mệnh nó sáng. Nhưng mà thiên can thì bị tương khắc, chữ Ất nó khắc chữ chữ Bính nó khắc chữ Canh của chúng ta. Rồi á, tháng này tháng Thìn nó lục xung với cái tuổi Tuất của chúng ta nữa, thì tháng này nó chủ cái sự rắc rối rất nhiều thứ, cả về gia đạo, cả về công việc. Nhưng mà chúng ta cũng còn đỡ một tí xíu đi, là ông mệnh của chúng ta cũng được sinh xuất sinh nhập, tức là Thổ sinh Kim tương sinh, cho nên là ông sẽ có phần nào cứu vãn lại chút xíu để chúng ta có thể vượt qua cái tháng này nó ổn thỏa một chút. Chứ thật sự ra mà nói thì là các nếu là các chị thì em sẽ phải tránh tháng này ra, thấy không? Đề phòng nhiều việc, chứ không là mình sẽ bị nó làm phiền. Đến tháng tiếp theo là tháng Đinh Tỵ, tháng Thổ. Tháng này của chúng ta cũng là Thổ sinh Kim, mệnh tương sinh rất tốt cho bổn mạng và sức khỏe. Thiên can mà chữ Canh với chữ Đinh á, thì không hại hình xung nhau, cũng không tương hợp. Túc với Tỵ thì cái này cũng vậy, không hình hại tương xung gì nhau hết, cũng không hợp. Vậy đối với các chị á, tháng 4 Đinh Tỵ là một cái tháng tương đối khá bình lặng, gọi là lấy lại thăng bằng cho cái tháng 3 xấu vừa rồi. Mệnh thì chúng ta vẫn là được tương sinh, cho nên là sức khỏe không cần phải chú ý gì nhiều, nhưng cái việc làm thì cũng không có được gọi là chúng ta đang rớt,
gặp nhiều trở ngại ở tháng 3. Thì bây giờ qua tháng 4 chúng ta nó bằng bằng lại thôi, chứ không thể nào vừa rớt xuống vậy cất cánh bay lên lại được ha. Cho nên là chúng ta bằng bằng thôi, công việc nó cũng có sự rắc rối nhẹ, cũng có thể giải quyết được và tương đối làm ăn được, tại vì chúng ta không có cương kỵ gì hết, cũng không có bị xung hại gì ở địa chi. Cho nên là gia đình có thể là đang ổn định lại sau những cái hiểu lầm, những cái trục trặc ở tháng 3, thì tháng 4 chúng ta tốt hơn. Đến tiếp nữa thì tháng 5 của Mậu Tuất là tháng Mậu Ngọ, là tháng này tháng hỏa, thì mệnh chúng ta sẽ bị tương khắc hỏa khắc kim, bổn mạng tương khắc, cần chú ý sức khỏe, tai nạn ha. Chúng ta có mạng hình tuyền cả năm nữa, cho nên là cái sức khỏe chúng ta coi chừng bình an. Thiên can Mậu canh không có xung không khắc gì hết, nhưng mà địa chi thì chúng ta có dần ngọ tức tam hợp, tháng này tháng ngọ mà chúng ta tuổi tức dần ngọ tức tam hợp, vậy là tháng này á, đối tháng 5 á, thì các anh các chị hãy cẩn trọng sức khỏe, đề phòng tai nạn bất ngờ trong những tháng mà mệnh mình bị tương khắc như thế này, trong năm tam tai ha, năm tam tai và bị thái tuế mà chúng ta bị mệnh tương khắc, thì chúng ta phải cần để ý nhiều về tai nạn sức khỏe của chúng ta. Thiên can á, thì không khắc không hợp sẽ khiến công việc của các chị có thể nói là đã ổn định rồi. Cái tháng trước tháng 3 gặp khó khăn, tháng 4 được, thì tháng 5 của chúng ta nó cũng không tương khắc gì, thì nó cũng không có biến động lớn gì xảy ra. May mắn đó là tháng này có tam hợp địa chi và ngọ tức, hy vọng cái sự tam hợp này nó sẽ hóa giải được nhiều cái khía cạnh khác của cái sự xấu, nhất là cái việc mà bổn mạng của chúng ta bị tương khắc. Tại vì có tam hợp nó hỗ trợ rất là nhiều thứ cho chúng ta, chứ không phải là chỉ riêng là tam hợp là chỉ ổn định về gia đình đâu. Tam hợp nó nhiều khi nó còn mạnh hơn cả cái lục hợp mà cái chữ tuất với là mão của chúng ta có được. Tam hợp dần ngọ tuất này nó hóa giải nhiều thứ lắm, cho nên là hy vọng là nó sẽ hỗ trợ cho bổn mạng của các anh, của các chị cũng như các anh bớt bị cái sự xung khắc đi và hóa giải được cái nhiều cái điều mạng đai. Đến tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, tháng này chúng ta cũng bị dậy hỏa nó khắc kim, bổn mạng tương khắc, chú ý sức khỏe là nạn. Canh kỹ thì không xung không hợp ha, trạng thái cực vàng tự chủ, do là công việc của chúng ta không ảnh hưởng gì nhiều, nó cũng ổn từ tháng 4 xuống đây. Nhưng mà tháng 5 là tháng Tuất, Thìn Tuất Sửu Mùi, tháng này nó bị hình nhau, Thìn với Mùi với Tuất nó hình nhau, có cách một con nó bị hình nhau, mà hình nhau thì nó sẽ nhẹ hơn lục xung, nhẹ hơn lục hại, nhưng nó vẫn nằm trong tứ hành xung, thì tháng này cũng coi là được tháng xung. Mà mệnh bị tương khắc gặp địa chi bị tương xung ha, tương hình với nhau chứ không phải là tương xung, thì mình nói như vậy đi, thì tháng này có thể nói là một tháng bổn mạng của chúng ta yếu nhất và có nhiều cái mà điều mà chúng ta cần phải để ý nhất trong cái bổn mạng của chúng ta. Cho nên là các chị phải cần để ý hơn cái tháng, nhất là tháng 6 này nó sẽ có nhiều chủ sự về gia đình rắc rối nè, mình như đã nói là con cái này kia dễ bị tốn tài cho người thân, nhất là trong tháng này, và mệnh bị tương khắc có thể bị bệnh nặng hoặc là bị tai nạn, cho nên là đề phòng cực kỳ trong tháng này. Dù là cái tháng 3 tháng Bính Thìn nó có nhiều điều như vậy, nhiều điều xấu, nhưng mà nó chỉ xấu về việc làm ăn và gia chạm vợ chồng, nhưng không ảnh hưởng đến bổn mạng. Nhưng tháng 6 này là cái tháng có ảnh hưởng đến bổn mạng, cho nên các chị bảo toàn cái mạng của mình là trên hết. Em hay nói vui như vậy, cái gì cũng có thể làm ra được, riêng cái mạng thì không. Cho nên bảo vệ cái mạng mình, tức là bảo vệ cái tài sản quý giá vô cùng ha. Cho nên là các chị phải cần cẩn thận ha. Đó là những cái nghiên cứu của em về vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất của người tuổi Canh Tuất nữ sinh năm 1970, cũng như là tử vi vận hạn sao mệnh của năm Mậu Tuất cho các chị. Mong rằng nó giúp được các chị nhiều trong cái năm Mậu Tuất, để mà các chị có cái việc mà làm ăn sinh lợi nhuận ra tiền. Nếu như các chị thấy hay, xin bấm like và chia sẻ. Nếu như ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin đăng ký bên dưới để đón chờ những cái video clip về tử vi phong thủy của bản thân mình cũng như người thân. Video đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.